Ô, Bảo à? Dạ, alo, em bảo là dạ, em nhận được cô rồi nha anh. À, bây giờ nhận được hay nhận được lúc nào? Nhận được hồi 3 giờ sáng rồi. À, rồi, thôi được rồi, 3 giờ sáng thì cũng hơi sáng sớm vất vả, nhưng mà thôi rồi. Em là Bảo ở Gia Lai mà, trong cái chương trình may mắn là anh cũng tưởng là hôm qua anh gửi được rồi, anh điện cho em, nhưng mà thấy mày cũng bận, nên anh bảo không biết là ấy được chưa, cũng đang định gọi cho em. Em bỏ đường quốc lộ thì đứng chia quen chia nhà nó thành nó bỏ cũng vậy á. Thế thì em cứ nhận chăm sóc tốt đi, xong thì thỉnh thoảng bên anh thì cũng có cái giao lưu chia sẻ, thì ra cái số tiếp theo cái thứ đấy thì em cứ đồng hành cùng cho mọi mọi người cho nó vui nhỉ. Dạ. Thì cứ chăm sóc tốt đi, có vấn đề gì có Zalo của em không? Dạ có, dạ để tôi có bạn luôn. Em kết bạn Zalo xong thì em cho anh xin cái ảnh con chim với ảnh của em ấy, anh gửi cho sang Zalo cho anh nhá. Ok. Thế thì cứ chăm sóc cho tốt, xong thì có gì anh em mình chơi chim thì đam mê thì còn giao lưu lâu dài nhá. Ok, cảm ơn bạn nhá. Ok, chào bạn. Chú bắt của anh thế là con này là con thứ tư thì coi là đến bây giờ chú nghe chú vẫn thấy thích thì không chưa vẫn chưa thấy chán thì tỏ là vẫn 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 được đúng không? Và đây thì vang vẫn hay mà. Nhưng mà Đó, nó quan trọng là mình nó rung như thế nhiều khi nghe nó phê đó. và đúng rồi, con thổ lồng của bác này nó vẫn chưa thổ lồng, bây giờ mới lên cườm vẫn chưa hết mà, nhưng mà nó gáy xí lắm, nó gáy Cườm gáy cườm nó lên như thế nào rồi? cườm nó lên chưa hết anh ạ, vẫn còn, nó mới lên gọi là gần hết thôi, được khoảng tầm Mà bảy mươi phần trăm chưa phủ hết cườm mà đã gáy mà đã rung giấc các thứ rồi. rung rồi, gáy nó có độ rung rồi, tức là cái giọng của nó rung rồi đấy. Thế con thổ lồng ấy Thế là quý. Thế vâng mà rồi có em có tham gia có gửi tin nhắn cho anh không thật không đây hay là kêu em có mà thế à, nhận được nhận thì anh nhớ giao được, em bảo về một ngày anh tiếp nhận được bao nhiêu số điện thoại làm sao anh biết được. Chú mà đặt cương vị vào anh thì chú gần như là mất trí nhớ lâu rồi. Anh là cái người chịu làm và va chạm cái áp lực công việc quá nhiều rồi. vâng Xử lý nhiều. vâng Vui đúng không? Vui không? vâng Và nữa anh bố trí anh lại làm chương trình ở khu vực ngoài Bắc và các thứ đó. Anh em thì à còn đấy vui. vâng Thỉnh thoảng thì ai thế thôi, đi làm mệt mỏi người ta, mọi người thì đúng cũng như rồi mình thôi, tìm tòi đến những vâng cái sống được bao nhiêu vâng đâu mà chả sống với nhau vui vẻ. đúng rồi Thế vâng thỉnh thoảng phải có những người mà dám làm, dám nói, dám làm và dám lên tiếng vâng thì sân chơi mới đa dạng, mới vui. vâng đúng rồi Ai tìm tòi ra cái gì hay thì chia sẻ, ai va vấp những cái không hay thì phải nói ra để cho mọi người tránh. vâng đúng rồi Con chim thì thực ra là nó cũng vô cùng lắm, nhiều khi vâng nó cũng là cái duyên, như em là có duyên, em là có duyên vâng với chim đấy. Nhiều khi vâng có anh có những khách hàng ví dụ như hai con vâng thì có một con, cũng có những người người ta cũng phải kiên trì thì nó mới lên được vâng đấy, mà rõ ràng con đấy là mình giữa dạ giữa tâm là mình gần như là kỷ niệm vâng mà ở nhà là chơi ác rồi, mà lên nó vẫn vẫn vâng tụt chim, dạ nó tụt chim mất khoảng nửa tháng thôi. vâng Nếu mà nhiều khi con chim đấy thì có khi ở gần đây những đầy khách hàng người ta đứng đến người ta xem thấy ông mật, người ta xách luôn, vâng người ta giả hơn tiền như thế mà mình không phải giải thích làm gì cả, mà mình vẫn để cho vâng người ở xa. dạ Nhiều khi mình làm trong trong quá trình anh làm về vườn chim hoặc là ấy chim này nó nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái cũng buồn cười lắm. vâng Có con thế thì bác ở nhà thì nó rất là ít gáy gáy, nhưng mà gáy mình biết là nó gáy được như thế thôi, nhưng mà nó ít lắm, nhưng mà về nhà người ta cái thế nào mà nó lên ghê thế, ngày nào người ta cũng mở Zalo người ta quay trực tiếp mình dạ kèm mà được gạo ông ấy, trả tiền gấp đôi ông ấy cười. dạ Có con để có triệu thôi, bảo giờ 2 triệu quay lại đây, nếu vâng mà còn 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 cười à dạ nhiều kỷ niệm buồn cười lắm. vâng thì anh có con nào có nối chú lèo dặm không anh? Hôm nay vừa có một con hay quá này, có một con bán cho cái thằng
thằng nó không biết nó ở đâu nhưng mà nó bảo nó đi ra Mỹ Đình Tranh Thủ bán cho nó con cũng thấy tiếc, bán mình bảo phải 2 triệu nhưng nó bảo là em khách quen, em đã từng bạn bè giới thiệu nó kia, mình vui tính nào mình để cho nó 1,5 triệu. Thế về nó bắt chim, nó giờ về giờ chim ra nó bảo ôi sao chim của anh nhìn thích thế. À, chim là... nhìn mãng ống quấn hồng to mà nhìn cường rắc, cường dày kín cổ. Đúng rồi, cường dày mà như cái con con diều của anh mà để cho em là cái con quá đẹp. Nhìn nhìn nó còn to hơn con đấy của em cơ. Con năm nay nhìn nó còn chân nó còn khô mốc lên đỏ. Mình bắt con chim lên bắt lên con chim mà cho vào hộp mà đúng là phải cái người mà không quân tử, không mà người người kiểu như là không có cái suy nghĩ như mình thì có khi là lại ấy, mà đúng bắt con nhưng chim mà lên cái, là mình con đấy là dòng gì anh? Con đấy là dòng thổ, dòng thổ, thổ sấm. Thổ đặc à? Thổ sấm. À, và. Con đấy mình đã nói với em nó rồi, mình để nhưng mà mình để mà mình phải tiếc thì người ta mới quý. Vâng, đúng rồi. Mình mà lại cái gì mình giữ thì cái của tốt của mình đất chả ai tốt cả. Cái con nào con giọng chu lèo dạng không anh? Chu lèo dạng anh. Chu lèo dạng ấy. Đợt này đang có mấy con cũng được, mấy con hay, mấy con nó có lối bài bản. Có những con nó thường là lối nhất, thứ thường những con nó phải già già cứng cứng một tí thì nó mới biểu hiện hết được. À đấy. Mà chim tầm vừa vừa tiền tầm 1,000,000 quay lại thì nhiều con thực sự là mình biết thừa là sau này người ta nuôi nó sẽ lên chim hay nhưng mà mình vẫn để cho người ta 1,000,000 bạc thôi bởi vì là nó còn ít tuổi đời, nó mới phủ cầm được 1-2 tháng. À đấy. Không tránh được cái việc là mình cái con mà anh diều của anh đẹp thì nó phân hồng mới gỡ ấy đẹp lắm. Phân hồng mà nhìn cổ cường kia đẹp, con chim mà to ngoạn chặt. Lần này công việc kinh doanh thế nào, ổn không? Vâng, em vẫn bình thường ạ. Yeah. Nói chung là cũng đảm đảm, bây giờ nó đang hết mùa rồi. Cái Tết bắt đầu vào chính vụ. Chim mấy chim mùa này thì nó cũng kiểu như là chim mùa này rồi. Nó xuống nó chim không gái mấy, nó theo thời tiết mà bà. Đang giao mùa thì nhiều khi là nó ông nào nuôi tốt mà ấy bà. Thì nó nhiều con nó vẫn chơi được nhưng mà bà. Nhiều con mà bà. Ông nào nuôi kiểu dạng chuyển lồng hoặc mua bán thì nhiều nó chắc nó tụt được tháng. Cái con khổng lồ của anh con này là gáy là tít đấy. Nó gáy chặt, nó gáy tức là cái cụ cù nó rộng dã man thật, rộng to lắm. Ừ. Thế là bốn thì nó lại bình thường. Nhờ cái con đấy là gù mới gãy là ác ấy. Gù ác à? Mà gù mà hay gáy dài lắm. Gáy dài à? Gáy dài. Thế là đầu đuôi là chú là khách hàng gọi là cứ lấy của anh 4 con liền rồi bây giờ cứ ngắm ra ngắm vào thỉnh thoảng thấy nó hay hay lại điện cho anh. Vâng, em ngắm thì bác em lại thấy nhớ bác thì... thôi được rồi, anh cũng nhiều khi cũng thế, bỏ ăn bỏ ít, nhiều khi mình cũng mệt mỏi phết đấy nhưng mà về nhìn thấy nó lại quên hết đấy, cho ăn cho ít, tắm rửa vớt tắm rửa cho ăn cho ít, nhìn nó cũng đam mê mà anh. Nhiều khi công đam việc áp lực nó vui mà anh bà. Nhiều khi đi làm cái công việc khác nữa chứ có phải là một cái công việc chim này đâu. À, làm cả mảng nọ mảng kia thì chứ còn thì chim thì nó cũng là cái đam mê nhưng mà nó, thực ra mình làm thì mình thấy nó ấy thì mình làm thêm chứ còn đúng cũng rồi. Không phải là tất cả và thì nhiều khi nó là cái đam mê ấy thì mình gọi là em thế thôi mà bởi vì là vợ cứ bảo sao nhưng mà nhiều ấy bảo đam mê rồi không thể thiếu được trong cuộc sống nhưng không thể thiếu được từ bao nhiêu năm nay rồi. vợ có ý kiến gì gay gắt hơn hay là chỉ nói thế thôi? Không, em chỉ bảo thế thôi. Và anh bận thế mà suốt ngày lại còn phim chóc cũng thế thôi. Em bảo đấy là đam mê của anh rồi. Nhiều ông đến nhà anh thì cứ bảo là đi chỗ lọ chỗ kia như là giấu vợ đi mua chim. À đấy. Tiền long có khi nhiều ông bảo mình gần gần đây bảo mình mang đến nhà không hay không? Thì nữa nhớ là lúc nào để ví dụ mua 1,5 triệu là bảo. Bảo vợ là 500 nhá. Ý là đưa tiền thì còn dấm dúi mình ngại chết. Vâng. Cười. Có cái con thổ đồng thì người nó bé thôi. Người nó bé hơn các con kia nhưng mà con này thì em nghĩ là nó con này thoải rất là hay luôn. Thì nó mỗi con nó phải có một màu sắc chứ. Vâng. Nó bé thôi chứ còn nó rất là đẹp. Con này nó đẹp mà. Nó cũng đẹp chim mà mỗi tội là nó nhỏ nhỏ, nhìn nó nhỏ nhỏ hơn các con kia. Nó cũng không phải là nhỏ quá nhưng mà nó không nhỏ quá. Nó vừa mắt thôi.
còn cái con kia thì nó bé hơn. Cái con đấy là thực dạng là nó đếm để mà nói nguyên bản nó đấy mới là những con gáy Bắc Bộ bới tre ngày xưa đấy. Đúng rồi. Con đấy mới là những con nguyên bản. Cái mỏ nó dài hơn các con chim khác. Ừ, mọi đấy mới là loại mỏ dài. Mỏ dài mà, con thổ đồng của anh mỏ dài. Mỏ dài mà nó là màu 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 sẫm đen nhiều hơn. Đúng rồi, màu sẫm đen nhiều hơn. Đấy, anh nhưng về anh bậc thầy mà anh đọc không phải nhìn anh chỉ tả thôi biết. Vâng. Nó màu sẫm đen hơn một chút, mỏ dài. Ừ. Cái đuôi, cái oát đuôi của cái mắt ấy nó hõm sâu lắm. Ừ, đấy cái khóe. Cái đấy là cái gọi là cái khóe mắt của nó khóe, là khóe nó cái gọi là dài ra đằng sau ấy. Ừ. Nó kéo dài ra đằng gáy ấy. Tứ khóe mà, nghĩa là nó cái khóe mắt của nó kéo dài, nó hõm hõm này này. Cái con chim đấy là chim đấu mà chim nó giống chim theo kiểu là nếu mà theo điểm của nó là có 4 tiêu chí thì là cái yêu tiêu chí đấy là tiêu chí khóe mắt đấy. Vâng vâng. Ừ. Ờ rồi đi. Vâng, vào nhìn con đấy nó nhìn nó giữ. Ừ. Nhìn giữ chim đó. Lì. Ừ. Đúng rồi. Đẹp, con thổ đồng này của anh chắc sau này mà đôi ba năm nữa chắc là hay tuyệt vời luôn. Ờ thì con đấy chú sở hữu được thì chú có duyên quá làm gì. Bởi vì em thấy con gái ăn lắm. Ừ. Nó gù mà. Mấy tháng trước nó còn gù mà. Gù. Ừ. Tít luôn ấy. Gù tít luôn. Đang để trên trưa nó gù tít ấy. Ờ. Này đúng là hay rồi bởi vì là mới bé tí mới là mọc lông cườm mà đã đứng tôi để cạnh con kia nó đã gù tít mù rồi. Thì con ơi, thì con ít lông cườm mới được anh để cho bao tiền rồi bên. Con nào ạ? Con chưa phủ hết cườm đây. Con chưa phủ hết cườm, con đấy đợt trước nó mới được con vài ba cây cườm rồi. Ờ con thì lúc 400. Ờ đấy. Hôm nay em bắt một cặp mà một con thổ đặc với một con thổ đồng, thổ đặc với một con thổ đồng là hai con thổ đặc thì nó dài hơn một chút. Thì ờ. Một cườm nó gần đủ, nó gần như con thổ đồng bây giờ này. Ờ. Thì là em bắt có hai con đực mà em bảo anh để em ăn được mua con thổ đồng, con thổ đặc 800 đấy. Ừ. Mà được. Thế là nuôi ngơ đi ngơ lại giờ là chơi tốt rồi đúng không? Chơi tốt rồi, con thổ đặc thì là gáy cũng tít, cái nó gáy gọi là tốc độ. Ừ, nó chỉ được 4 tháng nay thì bao nhiêu? Đúng rồi, nó chỉ được tầm khoảng 3-4 tháng mà. Ừ, nhưng mà bây con giờ... Con thổ đặc kia nó lổ tốc độ lắm, nó cứ cú 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 cú. Tầm tiền đấy là chơi được rồi, mà ngơ đi ngơ lại mình nó lại về mình nuôi mình thích từ lúc nó bánh tẻ lên. Nhiều ông, nhiều khi những người người ta cứ... không biết mua những con chim mấy triệu về mẹ trả lên được chim nhưng mà sau nó già rồi nó trung tùy và ừ. Giọng cái con thổ đặc thì hay, con đấy giọng nó ấm, giọng hay. Ừ, thế là được. Có mỗi cái con, có mỗi con diều là thì bây giờ nó vẫn ngoái. Ờ đây, thì con diều đấy anh bây giờ vẫn, em đang đứng ở đây, vẫn đang ngoái cổ. Ừ, anh vẫn bảo con đấy nó là như thế mà cứ cứ chơi đi không có gì thì anh em lại giao lưu. Rồi đi, vâng. anh cảm ơn nhá. Anh nghe ngâu vâng. đang vâng. đợi cơm đây này. Ừ. Rồi, ok anh nhá. Ừ, vâng, chào anh ạ. Vâng. Ừ.